Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của kênh Âm Thanh Ánh Sáng Thanh Huy. Và hôm nay thì bên mình sẽ giới thiệu tới các bạn một dòng sản phẩm củ loa bát chuyên xúc. Đấy, như các bạn đã nhìn thấy trong hình, đây là một dòng củ loa bát 5 tấc của hãng JBL. Đây, JBL, đây là một dòng bát chuyên xúc, hàng cao cấp bên mình mới nhập về. Đây là một dòng bát JBL phiên bản nâng cấp. Tại vì sao mình gọi nó là phiên bản nâng cấp? Tại vì dòng này là dòng bát JBL 2 từ. Như ở những cái video lần trước thì mình có giới thiệu tới các bạn một dòng bát súp của hãng JBL rồi, nhưng mà nó là dòng bát 1 từ. Và hôm nay bên mình đã đặt hàng và nhập về một cái dòng bát JBL chuyên súp 2 từ. Thì cái dòng này nó sẽ cho cái công suất nó lớn hơn và cái âm bát lực và sẽ đi xa hơn ở cái dòng bát JBL 1 từ. Như cái video được trước mình đã giới thiệu cho các bạn. Đó. Và bây giờ cái cấu hình của dòng loa này là loa 18 inch. Nên các bạn thường gọi là loa 5 tấc. Và củ từ là củ từ kép từ đôi 2 từ. Từ 220 và lõi côn của nó là 100. Cấu tạo bên ngoài tất cả các dòng súp JBL thì đều căn bản là, như các bạn nhìn đấy, sườn rất là đặc biệt, nhìn vô là đã biết rồi. Nó sườn nó gấp khúc rất là chắc chắn. Và sườn này thì bằng gang chống rỉ, giúp cho khi mà loa của mình hoạt động lâu với công cường độ lớn thì cái lõi côn sẽ nóng lên và cái hệ thống sườn gang này sẽ giải nhiệt và hạ nhiệt độ của lõi côn đi, giúp cho loa của mình nó ổn định hơn và độ bền sẽ cao hơn. Đây, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Đấy, như các bạn đang nhìn thấy, đây là hệ thống từ nó rất là dày, 2 từ đó, đây là 1 và đây là 2 cụ từ. Phía sau của loa thì được làm một sắt, đây là một lõi sắt và đã gọi là sắt mà đã được nạp từ để bổ trợ cho cái cụ từ phía trước này. Và bốn xung quanh cái hệ thống từ này thì như các bạn nhìn thấy là có những cái lỗ nhỏ này giúp các bạn có thể nhìn thẳng lỗ côn của loa luôn. Đây, để mình sẽ đi vô bên trong. Đó, phía bên trong thì tất cả nhện loa cũng được làm rất là chắc chắn và tinh xảo, những cái đường keo đi rất là chi tiết. Và hệ thống dây gắn chạm loa cũng được bọc một lớp màu đen, lớp cao su màu đen. Và bây giờ sẽ lên hình thức mặt trước của loa. Thì mặt trước loa JBL dòng bát 2 từ này thì được thiết kế một cái màng loa màu tím nhạt như các bạn đang nhìn thấy đây. Đấy, và hệ thống cái nhện gân là 3 gân. Đó, 3 gân xếp lớp. Cái màng bát rất là sâu, giúp cho bát nó rất là trầm và đi xa. Đây là hình thức phía trước của loa. Và bây giờ mình sẽ quay ra phía sau. Các bạn lưu ý cho mình là ở cái dòng sản phẩm súp JBL 2 từ của bên mình nhập về thì nó sẽ có một cái mã vạch của nhà sản xuất in ở trên cái màng loa ở phía sau. Khi các bạn mua loa, các bạn lật lên phía sau sẽ nhìn thấy một cái màng cái mã vạch ở đây. Đó. Đây là dòng sản phẩm chất lượng được bên mình đặt nhập riêng về để thắt vào cho anh em. Và đây là hệ thống để gắn dây loa. Các bạn chỉ cần nhấn xuống và xỏ dây loa qua đây là đã gắn được rồi. Nó có ký hiệu cho mình là hai khẩu đỏ và đen. Đỏ là cộng và đen là trừ. Đây là dòng bát chuyên xúc thì hôm nay mình cũng nhân tiện hàng về rất là nhiều, thì mình cũng giới thiệu tới cho các bạn đang có nhu cầu mà mua những dòng củ loa để về gắn súp tham khảo. Dòng này thì bên mình phân phối xỉ và lẻ toàn quốc luôn nha các bạn. Và bên mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì bên mình cũng giao rất là nhiều đại lý. Thì các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ bên mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.